Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam xin đọc tiếp chương 3 và chương 4, Thắng Man Giảng Luận của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh Pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách. Chương 3, Bồ Tát Giới, Bồ Tát Tâm Địa Giới, Tiết 1, Căn bản Bồ Tát Giới. Chương này Hán Văn gọi là Thập Đại Thọ hay Bất Tư Nghị Đại Thọ. Ý nghĩa của nó sẽ được nói sau. Ở đây, chúng ta hãy nói trước về căn bản của Bồ Tát Giới. Luật Anh Lạc, trước khi thuyết minh ý nghĩa và phương pháp thọ Bồ Tát Giới nói hết thảy chúng sanh khi mới bắt đầu vào biển tam bảo lấy tín làm gốc khi sống trong ngôi nhà của phật thì lấy giới làm gốc trong giáo pháp của phật thích ca mặc dù không có bồ tát tăng riêng biệt nhưng vẫn có hệ thống học giới đó là thanh văn giới gồm luật nghi của bảy bộ chúng và bồ tát giới